những giây phút thật thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Đang ở miền Trung, vợ chồng Thúy Diệm sốt ruột khi con trai ở nhà bệnh. Trong thời gian này, hai vợ chồng tức bực khi đến miền Trung để cứu trợ, nhưng không khỏi lo lắng và sốt ruột khi cục vàng Bảo Bảo ở nhà bị bệnh. Từ giữa tháng 10 đến nay, khá nhiều nghệ sĩ và các mạnh thường quân lên đường về miền Trung để hỗ trợ cho bà con miền Trung. Theo đó, những sao Việt đã lên tiếng kêu gọi hay trích từ tiền bán đồ để đi ủng hộ đồng bào. Thủy Tiên, Quyền Linh, Trang Trần, Ái Châu, MC Đại Nghĩa, Nhật Kim Anh đã có những chuyến đi đầy ý nghĩa thời gian qua. Họ dời công việc và gia đình sang một bên để cùng nhau đưa những món quà nhỏ trao đến người dân. Cũng là một trong những người góp khá nhiều quà ở các tỉnh, Thúy Diễm và ông xã phải xa nhà để cố gắng cho thiện nguyện đợt 2. Thúy Diễm và chồng đang có chuyến từ thiện đợt 2 ở Quảng Nam và Quảng Ngãi. Con trai nữ diễn viên bị bệnh. Mới đây trên trang cá nhân, Thúy Diễm chia sẻ loạt khung ảnh khoảnh khắc đáng yêu của Bảo Bảo và Lương Thế Thành. Người đẹp không khỏi bồn chồn khi biết nhóc tỳ đang bị bệnh ở nhà những ngày qua. Điều này đã làm cho vợ chồng không khỏi lo lắng sốt ruột. Đặc biệt, thời gian gần đây cả hai đều khá bận rộn với lịch từ thiện, nên khi con trai ở nhà nhờ sự trông nom của ông bà. Cặp đôi đang ở miền Trung để hỗ trợ người dân, nên không thể về chăm bé được. Nữ diễn viên xúc động viết, con trai bệnh rồi, ba mẹ còn mãi ngoài miền Trung, mau khỏe cho ba mẹ yên lòng nha thằng chó con ơi. Họ cũng rất lo lắng khi Bảo Bảo suỵt cân vì ốm. Quý tử đáng yêu khi được bố ôm và có những cử chỉ âu yếm trìu mến. Đang ở xa nhà nên nữ diễn viên Cát Đỏ chia sẻ những khoảnh khắc dễ thương của con trai, cậu nhóc tỏ ra buồn bã và mè nheo ba. Thương các con bận việc, nên những lúc Thúy Diễm và Lương Thế Thành bận rộn thì ông bà nội sẽ là người thay phiên trông nom cục vàng. Ngày vừa qua 9 tháng 11, hai vợ chồng nữ diễn viên đã có mặt tại Quảng Nam trong chuyến từ thiện lần 2 và bắt đầu trao những món quà nhỏ cho bà con, sau đó cặp đôi sẽ tiếp tục di chuyển ra Quảng Ngãi. Hành trình ngày hôm qua của chúng tôi đã giúp đỡ khoảng 100 nhà sập và bay hết mái tang hoang hai thôn của xã Phước Ninh, Quảng Nam. Vừa hỗ trợ tranh thủ nhóm thiện nguyện của đoàn đã tiếp tục di chuyển về Quảng Ngãi và ra lại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế. Sau đợt 1, cô tiếp tục quyên góp được 1 tỷ đồng. Trước đó, bà mẹ một con cũng chạnh lòng vì bị nhận xét đi từ thiện mà vui như đi hội khi đăng ảnh hoạt động để thông báo liên tục trên trang cá nhân. Chia sẻ với khán giả, nữ diễn viên cũng trải lòng khi bị chỉ trích làm để đánh bóng tên tuổi bia bản thân, nhưng Thúy Diễm cho biết cứ cố gắng để không phụ lòng khi mọi người tin tưởng trao tiền đến tài khoản mình. Tôi rất buồn khi bản thân bỏ qua gia đình, cố gắng làm điều tốt đẹp nhưng phải nghe những điều không hay. Tôi luôn tự dặn mình phải làm cho tốt, không phụ lòng tin của mọi người. Tôi phải nghe những lời nói không hay, họ nhận xét tôi đi miền Trung để làm màu, đánh bóng tên tuổi. Tôi nghĩ mình không thể làm vừa lòng mọi người, không chỉ tôi, các nghệ sĩ khác đi cùng cũng vướng thị phi, người đẹp nói. Ngoài số tiền từ các mạnh thường quân gửi vào ủng hộ, họ cùng những người bạn đi bán xô những ngày qua để gây quỹ miền Trung. Trong những chuyến đi thiện nguyện ít nghĩa thế này, nữ diễn viên cũng chia sẻ được bố mẹ chồng ủng hộ. Nhưng khi xa nhà, Thúy Diễm và ông xã rất nhớ cậu nhóc tỳ. Vì khi vào những nơi không có sóng mạng điện thoại khó liên lạc, người đẹp cũng hy vọng sẽ sớm xong việc để về với quý tử trong những lúc ốm đau.